Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh con cừu để gửi tặng đến các bạn. Và các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh khi xem video này nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tô màu cho con cừu nha các bạn. Cừu màu hồng. Mình sẽ cho cái chân màu đen nha các bạn. Ghê là yêu yêu, hờ yêu yêu. À dạ. Ghê ghê giỏi. À. Đây. Ghê là yêu yêu. Yêu yêu. Con hiêu yêu yêu đây, tại đâu rồi? Không biết đéo được tặng đi. Đang say đắm trong tình yêu. Tự nhiên lại thấy con hiêu ghi nghe chữ yêu rẻ này. Con yêu. Các bạn ơi, mình đã làm mềm đây rồi. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tô màu. Các bạn đồng bạn các bạn nha. Các bạn sẽ theo dõi quá trình mình tô nha. Các bạn thấy cái quá trình mình tô bạn thấy hay đẹp thì xin được like và đăng ký kênh. Sẽ đi chọn màu đây. Con kiều của mình sẽ cho màu hồng nha các bạn. Con cừu mộng mơ. Sẽ tô cho những bông hoa các bạn. Như vậy là sản phẩm con cừu của mình xong. Nếu bạn thấy hay và thấy đẹp thì hãy cho mình một like nha các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh lợn đất để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tô màu cho lợn đất nha các bạn.
biết bao năm tháng qua cho anh chỉ là lời dối xa. Nghỉ phép dê dạ. Dê sồm. Dê dạ thôi, chẳng là thật dê dạ, dê tích nào. Em đặt đi con dê sồm á. Dê cụ. Dê cụ, dê dạ là nghe hợp nhất. Như vậy sản phẩm lặn đất của mình như xong, nếu bạn thấy hay và thấy đẹp thì hãy để cho mình like. Như bạn, mình cảm ơn tất cả bạn rất